Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đội trưởng Messi và thủ môn Martinez được vinh danh ở Copa America. Với việc giúp đội tuyển Argentina đánh bại Brazil và giành chức vô địch Copa America 2021, đội trưởng Messi và thủ môn Martinez đã thâu tóm danh hiệu cá nhân ở giải đấu này. Dù không ghi bàn trong trận chung kết, nhưng với bốn bàn thắng có được từ đầu giải, Messi trở thành vua phá lưới của Copa America 2021. Bên cạnh đó, anh đóng góp nhiều vào lối chơi chung của Argentina khi có 5 đường kiến tạo. Anh trực tiếp tạo ra 75% số bàn thắng của Argentina ở giải lần này. Đó cũng là lý do Messi cũng được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Anh từng nhận được danh hiệu này vào năm 2015. Tuy nhiên, ở giải đấu đó, anh không thể giúp Argentina lên ngôi vô địch. Trận chung kết Copa America 2021 có thể trọn vẹn hơn dành cho Messi nếu anh không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp 2. Sau đường truyền thông minh của Zepon, Messi băng xuống đối mặt với thủ môn Ederson. Tuy nhiên, pha ngoặt bóng cuối cùng của Messi lại không như ý khiến Ederson kiểm soát được tình hình. Ở tình huống đó, anh đã thấm mệt khi là người khởi xướng pha phản công của tuyển Argentina và bất tốc rất nhanh. Thủ môn Emiliano Martinez của Argentina cũng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Thủ thành Aston Villa giành găng tay vàng sau khi giữ sạch lưới 4 trận tại cúp vô địch Nam Mỹ mùa hè này anh trở thành thủ môn đầu tiên của Argentina được vinh danh trong suốt chiều dài 105 năm lịch sử của Copa America. Hành trình ghi danh lịch sử của Martinez chỉ diễn ra trong hơn một tháng. Trước tháng 6 năm 2021, Martinez vẫn chưa có lần ra sân nào cho tuyển quốc gia. Màn trình diễn tốt trong màu áo Aston Villa giúp anh được huấn luyện viên Lionel Scaloni triệu tập, nhưng vẫn chỉ là phương án dự phòng cho gian của Armani. Ngày 4 tháng 6, Martinez có lần đầu ra mắt người hâm mộ Argentina trong trận đấu với Chile ở vòng loại World Cup 2022. Sau đó, anh tiếp tục ra sân trước Colombia. Dù rất cố gắng, cựu thủ môn Arsenal vẫn không thể giúp đội nhà giành thắng lợi. Cơ hội thực sự đến với Martinez vào ngày 12 tháng 6, khi Armani dương tính với Covid-19. Hai ngày sau, thủ môn thuộc biên chế Aston Villa có lần ra sân đầu tiên cho Argentina ở một giải đấu chính thức. Trong 6 lần bắt chính cho đội tuyển quê hương ở Cúp vô địch Nam Mỹ, Martinez chỉ để thùng lưới hai lần một chiếc Chile, một chiếc Colombia. Ở bán kết, Martinez thi đấu xuất sắc ở loạt luân lưu với ba pha cản phá thành công. Ngoài phản xạ xuất sắc, thủ môn 28 tuổi còn khiến đối thủ dối trí bằng chiêu tâm lý chiến đầy hiệu quả. Ngày 11 tháng 7, Martinez bước vào trận chung kết thứ hai trong sự nghiệp. Anh tiếp tục thi đấu thăng hoa với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là sau cú vung chân hiểm hóc của Di Charlison hay Gabriel Barbosa trong hiệp 2. Sau trận chung kết, Emiliano Martinez được Lionel Messi đến chúc mừng khi góp công lớn để giúp tuyển Argentina giành chức vô địch tại Copa America, sông Lam